chỉ còn khoảng hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh có đến 3 cơ sở y tế không tìm đâu ra tiền thưởng. Hai bệnh viện chưa thể công bố mức thưởng, còn lại nhiều bệnh viện chỉ thưởng vài trăm nghìn đồng một người. Cụ thể hiện có 3 cơ sở y tế gồm bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, khu điều trị phong Bến Sắn, chi cục dân số thành phố Hồ Chí Minh không có nguồn tài chính để thưởng. Hai bệnh viện là bệnh viện Lê Văn Việt, bệnh viện Quận Tư chưa thể công bố được mức thưởng do khó khăn về kinh phí. Tình hình kinh tế của các cơ sở y tế này đang gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, 9 cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có mức tiền thưởng Tết khiêm tốn, chỉ vài trăm nghìn đồng đến dưới 5 triệu đồng một người, như bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, bệnh viện Nhân Ái, bệnh viện Quận 8, bệnh viện Trưng Vương, bệnh viện Quận 6, bệnh viện huyện Bình Chánh, bệnh viện huyện Củ Chi, bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi và Trung tâm giám định y khoa thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên do các cơ sở y tế phải tự chủ tài chính, trong khi cơ cấu nguồn thu viện phí chưa được tính đúng tính đủ sức lao động của nhân viên y tế có thể ngang bằng nhau nhưng mức thu nhập lại tranh lệch nhau rất nhiều do đặc thù chuyên khoa của mỗi bệnh viện